nào anh chàng bé vẫn lùi đi được. Anh ta vẫn lùi đi được trong tình huống trống này. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với trận đấu đầu tiên của đối đầu giữa FPT Flash và Super Heavy. Một sự thoải mái nhất định của FPT Flash khi họ đang thay đổi rất nhiều về mặt đội hình của mình. Huy Hoàng có thể có được điểm hạ gục ở trong tình huống thiếu vừa qua. Đây là tình huống di người ra đường giữa của FPT Flash. Bé bị buộc phải gỡ giảm TDS. Bé có vào không? Đúng quá là bé. Điều giữ các bùa đỏ này giữ được từ vị trí của bé. Flash đang bay ở mọi nơi. Họ quay lại kìa, bé. Tí nữa thôi, tích nội tài không tài, vẫn tích nội tài. Ta băng lên một nhìn nữa với tốc biến và tích được sách cuối cùng bèo hành trả. Ta xuất điểm đi thêm một người nữa với bộ đôi đường sở Super Heavy nằm lại rồi. Pha này quá sai để Subex rồi. Subex chạy không nổi, một sự chủ quan. Và sau đó Subex nằm lại, nhưng Be kịp thời gỡ được cái mạng của chiến rồi. Be cũng sẽ nằm xuống khi mà TNF chờ sẵn với Long Diệt. Đang dắt đến từ FPT Flash và họ đẩy đường. Họ quyết định đẩy đường trong ba điều này và họ còn lại cũng cần Mocha. Họ thắng lớn quá, Mocha nằm lại rồi. Thậm chí là Be còn đang có được sự cấp. Be chắc chắn sẽ có được sự cấp tiếp theo. Lúng túng rồi. Không chỉ là thắng lợi bình thường mà đó là một tình huống thắng lợi. Thậm chí là có thể hạ gục được cả chiến được không? TNS không làm được gì. TNS chỉ có thể... Be! Đây là phải được mặt Be. Akasia! Be bất ra bộ mạnh rồi. Sau đó tỉnh lại. Be vẫn chém đảo anh chàng. Be vẫn lùi đi được. Anh ta vẫn lùi đi được trong tình huống thiếu này. Super Heavy có về kiếm không lên, có tờ Link về đầu tiên. Tờ Link là người đầu tiên về. Ba người còn lại vẫn ở lại ảo hình chạm đâu qua. Vẫn sao về từ chiếc thôi, đang là lục tục qua cho Super Heavy. Super Heavy đổi qua, lần đầu mình từ chiếc. Chiếc bị hất bi bởi Louis và chiếc lên bản đêm số. Quá lục tung, một mình tờ Link đẹp đến kiểu gì đây. Bé chọc bị hạ gục rồi, bé chọc lên bản đêm số. TNS cũng đã bị cô lập, TNS hết chiều. TNS nằm lại bởi ảo hình chạm của bé. Anh ta có về được không? Anh ta chưa về được. Nhưng đang ở đường giữa Be, vẫn là Be, vẫn là Be. Be có lấy đội hay không đây? Lấy được 3 đường rồi. Họ quyết định như sao đây? Akasia băng vào trường, băng vào vị trí của nó Huy Hoàng. Huy Hoàng lên bàn điểm số, chiếm việc cho Akasia. Mocha thả diều, sân kiêu lên bị lấy đi. Mất đi quá nhiều lại FPT Flash, mất đi cả liềm. Akasia băng vào trường ra, Be đang quay về. Phá nhà từ bên phía Super Heavy. Áo anh chạm quá đau cho Be. Subbank hết sát thương rồi. Super Heavy có đủ 3 người. 1-0 cho Super Heavy. Và đây là phải đấu bật TNS lại sai rồi chăng? Đây là Be, ui Be, Be tốc tiến trượt thế sao ấy, anh ta không tìm được TNS nhưng anh ta tốc tiến vào rồi. Và TNS phải nằm lại, dù tan mất nhiều máu nhưng anh ta vẫn về được cho đường này, hỏa bảo chưa đủ sát thương. Thế thì em như thế này thì đỡ kiểu gì đây? Mất một đường chưa? Chưa mất một đường. Nhưng Be vẫn đang đánh rất mạnh ở đường trên với Akasia. Be đánh cho Akasia đỡ không nổi rồi. Bên phía FPT Flash đã ép cực kỳ nhẹ nhàng ở trong ván đấu này. Huy Hoàng, Huy Hoàng áp lên ngược trở lại và TNS lên bảng đếm số với băng xương của Huy Hoàng. Thêm những cú bắn đầu đến từ vị cho bé trong ba đường siêu cấp, thậm chí là end game. Chiến được hồi máu bởi mình nhưng không có quá nhiều ý nghĩa. Akasia không được, bị trôi chân để bão tuyết và lên bảng đếm số rồi. Đó sẽ là một đều dành cho bên phía của FPT Flash, họ cân bằng tỷ số thành công. Nhưng sẽ là giao tranh và Sultan. Uầy, đó là cú hút 10 điểm. Không. Đó là một pha thi đấu mà quá chủ quan từ Super Heavy. Sẽ giải chơi lại lần nữa. Thêm một lần chơi lại và đó là cú hút của Zutan Trang. Đó là tốc biến từ Zutan. Akasia vẫn ở lại và khi anh ta không còn cái gì nữa thì anh ta sẽ chết cùng với cái trụ này. FPT Flash có độ kết dính cũng cao hơn. Đây là cú bật mắt nhưng một cú kéo trượt. Và sau đó là cú sấy trượt. Quân một con bộ chẳng lại được gì điều nhưng đó là Akasia. Akasia mang vào khá đẹp. Cần phải ra Akasia buộc phải ra thì Zutan thì hút đẹp hơn rất nhiều so với cả sự chờ đợi cú kéo của bên phía Super Heavy và có thể Osirikan quét mất rồi. Tờ Linh biệt mất, Mocha cũng bốc hơi. Tiếp theo là Akasia và Natalia Grack, họ phải chôn đi thôi. Đây là một nỗi đau đáng quên của Super Heavy. Họ sẽ mất đi ván thi đấu này 2-1 dành cho FPT Flash rồi. Vừa mất tốc biến trước đấy, Akasia lỗi quá mạnh. Bây giờ bên phía FPT Flash đang ngang từ bên đông. Tờ Linh bị kẹt lại từ sau. Tờ Linh lên bản đếm số rồi, có thể là kéo theo cả Aya. Aya kịp thời cưỡi lên đầu của Akasia. Aya trong khi đó thì sắc thương với Huy Hoàng còn là đau hơn rất nhiều so với cú băng vào từ đại điện chấn và bao hút của Tờ Linh. Vỡ trận chưa? Nhưng ở khoảng trống phía dưới kìa, băng ra đến từ chiều cuối của Tờ Linh cùng với cả Aya nữa. Vẫn còn trâu đấy, thì có ai ra cứu cho Tờ Linh hay không đây? Giờ mình quyết định thế. Yuta không còn nhiều máu đâu. Mocha đã xử lý Yuta thành công. Akasia băng lên, ui loạn trận. Akasia quá ít sát thương và anh ta nằm lại rồi. Có vẻ như FPT Flash sẽ lại tràn vào. Họ sẽ tiếp tục lấy đi những cái trụ, ba trụ luôn. Bách còn thậm chí không phải nằm lại, Be vẫn đang tiến vào và thế là hết rồi. Thế là hết rồi. Super Heavy sẽ tiếp tục trải qua trận thua thứ 3 liên tiếp và đây là một trận thua đáng quên. Đến từ đội tuyển này, họ đang tự nghĩ những điều khó nhất ở trong tấm chọn.